Xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại kênh Hoài Bãi nha. Hôm nay Hoài Bãi mới lên cho anh em được một cái đầu máy cưa xích Estin 024 nha anh em. Đó, con này là hàng bãi về nguyên bản zin luôn nha anh em. Đó, tất cả đều full zin theo máy hết nha, không có bung máy hay thay thế cái bất cứ món đồ gì của anh em hết. Đó, máy rất đẹp luôn, em mát anh em, đẹp lốc, mặt lốc rất đẹp, không có chảy chùa mấy cái sơn này là nó lâu ngày nó đổ nó bong hay không phải nó bị trầy trầy lốc luôn anh em nhé. Mặt mặt nhôm bên trong rất đẹp luôn, không có mục gì luôn. Đó, máy rất ok luôn, bô rất đẹp, bô zin tất cả đều nguyên bản zin anh em nhé, lắp xăng lắp nhớt zin hết, đời lắp lồi là đời mới luôn anh em nhé. Đó, máy rất ok luôn. Đó, chén côn hiện tại đang là chén côn zin luôn anh em nhé. Đó, chén côn zin xoài xích 325. Đó, mặt khía rất đẹp này. Đó, anh em nào thích mua cả lắp xích cũng có luôn nha anh em nhé. Đó, hiện tại thì bên Hoài Bãi có cả lắp xích mới anh em luôn. Đó, làm xích 325 mới. Hoặc là anh em có nhu cầu mà muốn lên cái lê xích lớn hơn, xích mà xích xài cho 381, xích xích 72 lớn anh em, xích mà vuông 3 tròn 6 lớn ấy, thì anh em mua thêm một cái chén côn này nữa xài nha. Đó, mua thêm một chén côn dành cho cái máy 024, 026, 240, 260 gì đều vừa hết nha em nhé. Đó, thì bên Hoài Bãi có bán luôn cái chén này luôn. Đó, anh em thay thế rất đơn giản, chỉ cần cạy cái này ra, cạy cái phe ra, anh em đặt cái chén vào vừa với cái nhông nhớt bên trong. Đó, nó có cái rãnh này để đặt vào cái nhông nhớt bên trong để nó quay, nó gạt cái bơm nhớt anh em. Đó, chỉ cần đặt vào thôi. Ví dụ đây như này nó đánh dấu cái khía ở đây rồi, thì anh em chỉ cần đặt nó vào đây thôi. Đó, đặt nó vào rồi cài phe lại thôi, đẩy lòng đèn vào cái phe lại thôi, rất đơn giản luôn để lên xích lớn hơn nha. Đó, bên Hoài Bãi hiện tại có bán luôn cái nhông xích này luôn. Đây là cái chén xịn của Noker nha, Noker hàng hàng xịn của Đài Loan luôn anh em. Đó, anh em nào muốn mua lên lên luôn cái bộ đấy luôn ấy, lên xích lớn luôn hơn ấy, thì anh em mua nguyên này luôn, tính ra rất là lợi cho kinh tế luôn nha. Đó, bởi vì nhiều anh em xài rồi, đang ở nhà có máy cưa cũ rồi ấy. Đó, bây giờ anh em muốn lấy cái lam để bỏ sang cái máy này ấy. Dù anh em có cái 381, 382 là mấy cái dòng 024, 26 gì mà hư rồi, anh em lấy cái lam bỏ sang. Đó, thì rất là tiện lợi luôn. Đó, anh em mua thêm một cái chén côn này nữa bỏ vào. Đó, hoặc là anh em ở nhà mà đang xài cái chén khế này mà muốn lên xích to hơn thì anh em đặt thêm chén côn của Hoài Bãi về nha. Đó, đặt thêm một bộ lam xích nữa, lên chén to luôn, xài cho nó cắt cho nó mạnh nha. Đó, đây là giới thiệu máy và giới thiệu thêm cả cái bộ phận thay thế này luôn cho anh em này, rất là tiện luôn nha. Đó, đây quay tổng quan của máy cho anh em xem. Đầu máy đây anh em nhé, số là 22503995 nha. Đó, tất cả đều có mộc sửa tin hết nha, đồ zin nó đều có mộc Estin hết nên anh em yên tâm luôn. Estin 024 con này thì nòng của nó là 42 ly. Đó, 42 ly là nó bằng cái con 250. Đó, nhưng mà nó sử dụng cái bộ lốc nhôm, nó sử dụng bộ lốc nhôm nên là nó đắt đỏ hơn dòng 250 anh em nhé. 250 là nó sử dụng bộ lốc nhựa và nó được sản xuất tại Trung Quốc nên là nó rẻ hơn với dòng 024 mà được sản xuất tại Đức này, thì nó đắt tiền hơn và nó sử dụng bộ lốc nhôm. Đó, nó bền hơn, nó ít khi bị súng máy hơn là cái dòng 250 anh em nhé. Như con này tuổi thọ nó, nếu mà anh em sử dụng ấy, cắt nhiều ấy, mà anh em sử dụng đúng tiêu chuẩn, đúng nhớt của nó ấy, thì anh em sử dụng lên được hơn chục năm mà nó không bị xuống cái lốc. Đó, không bị lỏng lốc hay là rơ lốc gì cả. Nhưng mà như con 250 mới ấy, anh em xài, nếu mà xài tốt ra thì chỉ được khoảng 5-6 năm thôi là cái bộ lốc của nó sẽ bị lỏng nha em nhé. Đó, nó sẽ hư cốt rồi hư lốc tùm lum hết. Đó, nên cái giá trị của nó là nó sẽ cao hơn cái dòng 250 em nhé. Đó, còn công suất của nó thì nó cũng ngang tương đương nhau em nhé. Đó, bởi vì nó chung cái cỡ nòng. Tất cả con này là đều nguyên zin theo máy hết nha, tay nắm giật zin Estin này. Đó, bởi vì nhớ nha, không biết, bởi vì nhiều cái đời máy nó xài cái tay nắm giật to. Đó, cái tay nắm giật to ấy, thì nó giống cái dòng 381, 382 giờ ấy, thì nó xài tay nắm giật to. Đó, nhiều nha không biết lại nghĩ là cái tay nắm giật này là cái máy lô, máy tàu nó xài tay nắm giật này. Không phải, cái đời trước của nó ấy, thì nó chưa sản xuất ra cái tay nắm giật to ấy, thì nó là đời là nó xài cái tay nắm giật này nha.
đó, có mộc Etin này, 1121 này, đó. Cứ đồ Etin là nó có dập vào đây hết anh em nhé. Đồ lô không thể có được. Đó, nói vậy cho nó nhanh anh em nhé. Đó, không nhớ anh em soi mói anh em, anh em mà không biết thì thường anh em hay đi soi. Nên là mình giải thích cho anh em biết không biết nhá. Còn những anh em biết rồi thì thông cảm nhá. Đó, bởi vì anh em biết rồi thì người ta không cần phải hỏi đấy nữa. Còn những anh em không biết hoặc là anh em chưa từng sử dụng máy ấy, hoặc là anh em chưa xài con này bao giờ thì anh em khi thắc mắc đến đó thì bên em sẽ giải thích cho anh em nhá. Đó. Đây, ốp lam đồ zin hết nhá. Zin. Cái nhôm nó rất là bền luôn. Nó rất là nhẹ chứ không nặng. Nề mà nó bền cực kỳ luôn. Đó, như con này nguyên đầu máy không này, bên Hoài Bãi đang bán giá là 4.9 nha em nhé. Đó, 4.9 là bên Hoài Bãi bao ship tận nhà anh em luôn. Còn anh em mua thêm làm xích nữa, làm xích mới nữa là anh em thêm 550 nữa nha. Đó là rơi tầm khoảng 5.4-5.50. Đó, 5.4-5.50 là cả làm xích. Đó, làm xích mới luôn. Em có thể lên cho anh em xích lớn luôn nha. Đó, em sẽ đổi chén này sang cho anh em lên xích lớn luôn. Hoặc là anh em mua với giá là 4.9 đầu máy không mà yêu cầu em lên xích lớn cho anh em luôn ấy thì em sẽ đổi chén côn này cho anh em luôn miễn phí luôn nha. Đó, hôm nay chơi lớn lên cho anh em miễn phí luôn, khuyến mãi luôn nha. Đó, đổi chén này cho chén côn xích lớn vào cho anh em. Đó, cho anh em xài cho nó khỏe nha. Đó, quá ngon, ngon bổ rẻ luôn anh em nhá. Đó, máy thì ok hết. Bao cho anh em nòng bạc bê tông đẹp. Đó, dập hơi cho anh em này. Kết bạn qua Zalo, anh em sẽ được tư vấn thêm về máy nha em nhé. Đó, còn anh em nào mà muốn mua cả làm xích ấy, thì anh em cũng liên hệ qua số điện thoại của em nha. Đó, yêu cầu như nào thì bên em sẽ làm phục vụ anh em theo yêu cầu hết nha. Rồi, em xin cảm ơn toàn thể anh em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của Hoài Bãi. Xin chào và gặp lại anh em nha.